lần quay trở lại với Audi RS7 này, hãng độ xe nổi tiếng của Đức ABT đã mang tới cho chiếc xe thể thao ngoại hình cứng cáp hơn, đi kèm mức công suất động cơ ấn tượng lên tới 730 mã lực. Cái tên Audi RS7 Sportback lần đầu tiên ra nhập danh mục đầu tư của hãng độ ABT vào cuối tháng Giêng năm nay với bản độ tăng công suất lên 690 mã lực. Cảm thấy chưa đủ đã, hãng độ có trụ sở Kempten tiếp tục giới thiệu cấp độ nâng cấp tiếp theo cho chiếc Sportback hàng đầu nhà Audi. ABT là hãng độ chứa danh của Đức và bộ phận độ xe này có thâm niên lâu dài cũng như kinh nghiệm với các dòng xe thể thao của tập đoàn Volkswagen, bao gồm cả Audi. Đó cũng chính là lý do vì sao ABT luôn tập trung khai thác sâu vào hiệu suất của những mẫu xe này. Nhờ đó mà bản độ của chiếc Audi RS7 Sportback có công suất chạm ngưỡng hơn 700 mã lực. ABT đã điều chỉnh khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép để sinh công suất 730 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 920 nanomet. Không chỉ khai thác ở động cơ, ABT loại bỏ bộ ống xả kép hình oval nguyên bản, thay vào đó là hệ thống 4 ống xả mạnh mẽ phía sau. Toàn bộ sức mạnh này được vận chuyển bằng bộ mâm 22 inch. So với bản độ Audi RS7 đầu tay, bản nâng cấp thứ hai này được ốp bộ áo độc đáo và nổi bật hơn theo phong cách geometric hình học, chi tiết là chúng không được đánh khối để tạo hiệu ứng 3D theo ý kiến của em. Một số chi tiết đáng chú ý khác bao gồm bộ body kit với liếp cản trước bề thế, cánh lướt gió sau hoàn toàn mới và bộ chia gió sau được phủ sợi carbon. Khoang cabin của Audi RS7 Sportback sở hữu chiều chi tiết ra và sợi carbon. Trung tâm bảng điều khiển sẽ mang bảng hiệu RS7 giờ cùng với ký hiệu 1/125 ý chỉ số lượng giới hạn mà ABT sẽ mang ra thị trường. Một điều thú vị đó là, chiếc đầu tiên sẽ thuộc về tay đua Ford Mueller E Daniel ABT của hãng với dòng chữ Handcraft từ Ford Daniel ABT sẽ xuất hiện trên bệ cần số để tăng tính độc quyền. Hãng độ Đức không đề cập tới vận tốc tối đa, nhưng tất nhiên với công suất khủng như vậy, chiếc xe chắc chắn sẽ có ngưỡng tốc độ mới vượt trội hơn. Bởi vì bản thân phiên bản tiêu chuẩn RS7 với 591 mã lực và mô men xoắn 800 nanomet đã có thể bứt tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,6 giây trước khi chạm 205 km/h. Ngoài dự án Audi RS7 giờ này ra, ABT vẫn đang tiến hành để ra mắt kịp bản đổi chiếc Audi RS6 giờ cho nửa cuối tháng 4 năm nay. Giá bán của phiên bản giới hạn này không được tiết lộ. Tại Mỹ, Audi RS7 2021 được mở bán vào tháng 2 năm 2020 với mức giá $114.000.